dặn nước lên, dặn nước lên tưới nha. Mình tưới nước trong khi mình coi có cái trái nào mà nó được được lớn lớn, cắt xuống để cho nó già. Để nước đó ha, mình bắt đầu. Wow, nhiều quá nè. Wow, bên đây thì có cái trái này nữa đó, cái này hay. À, cả này cũng được rồi á, nếu mà để nữa là già chết. Đây đây. Nhắc bằng tay được không? Đạt chắc nhắc được hả? Ừ, được. Đó, nhắc bằng tay cũng được. Một tay cầm máy quay phim, một tay nhắc đi. Nè. Đó, cái này nè. À. Thank you.
gai của cái cây. Cái cây này nè, gai thầy chạy nè. Cái cây này nó mỏng mạnh quá, đụng mạnh là nó gãy à. Vậy là cái cây này, nhìn là mình biết nó thiếu phân nè. Trong cái thời kỳ nó ra trái mà nó bị thiếu phân nè, cho nên nó không có làm được nhiều trái nè. Để sơ sơ, chiều nay mình cho nó chút xíu phân nữa. Phân cá, phân nước á, xịt vô. Đây, được rồi. Rồi, bao nhiêu đây? Vui. Cũng vui mà.